Anh em xem bắn pháo hoa tập 2 nhá. Hôm nay tập 2 cực đẹp luôn. Đấy, rực rỡ luôn. Xin mời tất cả anh em xem. Chắn chắn mẹ xe từ kia đây, chắn xe đi. Con lốt tôi phải đi chắn xe đi. Con lốt đi ông chắn. Hôm nay xem bọn dở hơi ăn cắm lợn này, nhà quê này nó đốt pháo nhá anh em nhá. Đang chắn xe, chắn pháo, chắn cổ để dọn đường để đốt pháo. Khủng khiếp không? Đấy, đốt rực rỡ chưa? Quá rực rỡ luôn đúng không? Việt Nam bây giờ là toàn chơi pháo rồi. Lần này đốt rực rỡ hơn lần trước các bác ạ. Lần này mạnh mẽ hơn. Đấy, đám cưới quê nó phải thế chứ. Đám cưới phải rực rỡ này mới sướng. À, đợt này là có 47 bệ nha. 47 bệ đốt cùng một lúc. Này mà công an nó bắt thì chết. Đấy, cất đá xong rồi gọn hết vào. Hết rồi, chuẩn bị hết rồi. Anh em thấy hay đăng ký kênh nhá, để lần sau lại tiếp tục up lên nhá. Nhìn mẹ đấm nhau rồi, đấm nhau rồi. Mấy con nợ này đấm nhau rồi. Mấy con nợ này phá xe, phá cụ đấm nhau rồi.